Khi hỗ trợ chữa lành bằng phương pháp NLP cho một bệnh nhân bị viêm bì cơ da mặt và cổ, thì sau gần 3 tháng hỗ trợ, bệnh nhân trên đã khỏi các vết nám đen nhưng mà da mặt và cổ vẫn còn đỏ. Thì xin hỏi chú, dùng phương pháp NLP lớp 4 để tiếp tục hỗ trợ chữa lành có giúp cho bệnh nhân trên khỏi được bệnh đó không? Rồi bây giờ chú xin trả lời với tất cả các bác Vĩnh Chem và anh Hồng Chi Mai. Khi mà chúng ta hỗ trợ chữa lành cho một số những cô bác anh chị em thì cái hiệu quả nó sẽ đến tới một cái mức độ đó thôi. Nó không có trọn vẹn đâu. Vì khi chúng ta gửi phần năng lượng đến thì tế bào tiếp thu năng lượng và tế bào chỉnh sửa những cái cơ phận mà bị tổn thương trong cơ thể mình. Nhưng mà tần suất hoạt động của não bộ không được nâng cấp. Thành ra nó sẽ trở về cái vị trí cũ. Mặc dù chúng ta đã hỗ trợ nhưng mà chưa được kích hoạt phần não bộ thì cái năng lượng của người đó cũng phải trở về cái vị trí của ban đầu. Và cái bệnh nó khó mà có thể cải thiện được cái mức mà mình gọi là chấp nhận được. Và nếu mà muốn được cái sự cải thiện với cái tần suất hoạt động cao hơn nữa thì cái người học viên đó tôi khuyên là nên học. Để tần suất năng lượng nó được từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Mà chú đã hướng dẫn dễ hiểu nhất là chúng ta sử dụng điện thoại qua những cái G đó, những cái G đó, G 2, G 3, G 4, G 5, G. Nó dễ hiểu lắm. Thì não bộ chúng ta hoạt động với tần suất hoạt động não bộ của tất cả mọi người trong quả địa cầu này là 70%. Bây giờ muốn cải thiện tất cả những cái hình thức mà về sức khỏe đó, thì chúng ta phải nâng cái đó lên. 75, 80, 85, 90, 95, 100, vân vân. Thì chúng ta đã được nâng lên, những anh chị em cô bác như trường hợp như là anh với chị đó, đã được nâng lên qua những cấp lớp. Thì bây giờ nó không còn là 70 nữa, mà là bây giờ có thể là lên tới 95 và có thể là 100. Nếu mà chúng ta tập một cách mà gọi là nghiêm túc và chúng ta thực hiện, thực hành những công thức điều đặn, thì cái tế bào được nâng cấp lên và nó bắt đầu nó hoạt động với những cái sĩ số đó để giúp chúng ta cải thiện cái sức khỏe lại. Và không phải cải thiện một bệnh hai bệnh đâu. Tất cả luôn. Đó chính vì vậy mà những chị em cô bác học lớp 4 trở lên, từ lớp 3, lớp 4 trở lên là cái công thức trở lại từ xuân nó trọn vẹn lắm. Nó rất là hiệu quả. Còn chúng ta không học lên lớp đó thì chúng ta không nâng cấp tần suất lên được. Thì cái tế bào nó vẫn hoạt động với cái chỉ số đó thôi. Nghĩa là, ví dụ như người đời người ta ở ngoài 70, thì anh chị em chỉ đạt lên 70 là tối đa. Bây giờ anh chị em hỗ trợ chữa lành nâng lên 80, 90. Nhưng mà người đó không học, cái trở về cái vị trí 70 trở lại. Thành ra muốn đạt được cái hiệu quả trọn vẹn thì chú khuyên là nên học. Để có một cái sự đề kháng mạnh mẽ và cũng giúp cho cái tế bào nó đầy đủ những phần năng lượng. Để nó hỗ trợ, để giúp cho thể xác đó được bình phục một cách gọi là theo ý muốn. Rồi. Vâng ạ. Rồi. Xin cảm ơn chú ạ. Vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ. Rồi, xin về thông dịch con. So we have another question here. Our guest said that we're assisting someone who has a condition of dermatomyositis, and after a certain period of time, that person has improved, or the dark skin has healed. But the skin still remain quite red. There's a lot of redness around that area. So I'm just wondering whether NLG can support with this particular case. I must still explain that when you try to assist someone, that level of healing would reach to a certain level only. That is, it would not be as completed as we would expect if we just solely assisting that person, and if they don't learn NLG. So when we transmit energy, the energy comes in to support the cells in their body, and with that they can get better, they can heal. But their brain, the recipient's brain energy, has not been activated, and with that the effectiveness of the healing would not remain or as good as expected. And so the fact that you reach out to help that person is great, but I also recommend that that person come in to learn NLG so that her
brain frequency can also get activated according to the class sequence. As I've already make the comparison of using Wi-Fi when you have 2G, 3G, 4G, that sort of things. And so remember that when the brain is supported, is upgraded, then the cells in our body can go to support the healing process to be more completed, particularly for people who have completed level 3 and 4 and upwards. They have the formulas to go back to a more youthful phase, and when they utilize that brings about great benefits for the recipient themselves. So if the recipient has not completed any NLG classes, then for example that they're currently at the 70% healing range, and when you guys assist that person, you get it up to 80 or 90%, but as time goes by, that healing process was gradually reduced because that person themselves cannot support themselves in that sense. So I would still recommend that the energy transmission, the healing support is great, but to encourage that person to come in and learn energy so that they can heal on a more holistic level.